Thế là biết nói gì đây? Mình phỏng vấn xong thì mình sẽ nói cho các bạn. Ok, đứng giữa đây. Nhà báo anh Hải giới thiệu. Giới thiệu mọi người, đây là người đặt vai thứ hai ở đội. Anh em bên này dịch sang bên phải tí được không? Phỏng vấn hình tấn sinh nhé. Anh em máy móc xong chưa nhỉ? Cho xin 30 giây nhá anh Hải ơi. Ok. Hỏi vui mình tấn sinh một câu là nếu mà nói về phố Quảng Nam là chị ơi cho em mượn cái làn của nó nhé. Anh em bên này dịch cái bên phải một tí được không? Cho bên bên dưới nó người quá. Ok anh ơi. Ok, 3, 2, 1. Ok, bắt đầu. Anh em hỏi đi ạ. Anh em có ai hỏi chưa? Có ai hỏi gì? Hỏi xong. Và kết thúc. 3, 2, 1. Tấn Sinh có thể nói một chút liên quan đến sự chuẩn bị của cá nhân em toàn đội cho cái giải đấu này cho trước tiên là cá nhân em yêu thằng nào thì đối với lần tập trung này thì em rất là chú tâm và tập trung cao độ, có một vé vào danh sách của đội một. Có lẽ là trong những buổi tập vừa rồi thì Tấn Sinh cũng đã ghi điểm rất là tốt với thằng Park và khả năng là em sẽ vào đội chính. Cá nhân em đánh giá như thế nào về cái cơ hội của mình? Bây giờ thì từ cơ hội thì có lẽ là chia đều cho tất cả mọi người. Đến tận bây giờ thì em cũng chưa biết là chính là dự bị. Cứ cố gắng hết mình. Điểm mạnh lớn nhất của Đình Trọng là gì và đâu là cái nhược điểm mà em cần phải cải thiện trong thời gian tới? Điểm mạnh của em là bốc bỏng và tranh chấp. Điểm yếu thì chắc là em có thể đánh giá các đối thủ đặc biệt là những đội này. Indonesia và Thái Lan và Thái đấu vẫn là rất là mạnh. Về Indo thì người ta chơi rắn và giàu thế lực. Còn Thái Lan thì người ta ưu tiên về cảm xúc. Trước mỗi giải bóng lớn các cầu thủ trước thì như mình thì gặp Thái Lan thì trong đầu mình có tâm lý mình sợ, nhưng mà đối với em cái lứa của em sau này lên thì hoàn toàn không có cái tâm lý đó. Mỗi lần gặp Thái Lan hay các nước khác thì rất là tự tin. Em có thể đánh giá một cách chi tiết hơn về đối thủ Indo của mình không? Đối thủ mà họ chơi rất là rắn và đội U23 U19 của chúng ta thì đã có hai trận liên tiếp thua rồi. Dạ, thì đối với Indo thì người ta chơi nhiều dựa vào những đường mạnh bóng dài thì toàn đội và Tây Bắc cũng đã nghiên cứu các video. Sinh có thể buổi họp như thế thì thầy đánh giá như nào về đối thủ và đặc biệt là thầy cảnh báo anh em cầu thủ của mình ở những cái điểm gì? Đối thủ nào cũng thế, vào trận thì tập trung và tự tin. Sinh có thể cho biết là em thích nghi thế nào với cái sơ đồ chiến thuật của thầy Park trong thời gian hiện tại của em? Thật sự thì cái sơ đồ ba trung vệ đối với em khá là khó và thích nghi của em cũng là hơi chậm nên em cố gắng suy nghĩ. Trong ba cái vị trí trung vệ đấy thì với cá nhân Sinh thì em cảm thấy phù hợp nhất với cái vị trí nào? Trung vệ lệch phải. Trung vệ lệch phải. Và các buổi tập gần đây thì em chơi vị trí nào? Và em cảm thấy cái sự thích nghi của mình ở cái vị trí đấy có tốt bằng cái vị trí em đã từng chơi không? Em vẫn đang tập trung vệ lệch phải và em nghĩ là mình dần thích nghi được, chơi tốt. Theo em cần cải thiện điều gì để thích nghi cái vị trí đấy? Cái chuyển sót phóng và cả cử lý ngắn. Sinh nói về cái chuyện là mình sẽ phối hợp tốt với các đồng đội, nhưng mà trong suốt thời gian qua thì một trong những trung vệ quan trọng nhất của mình là Đình Trọng thì lại không tập được, thì em có thấy là đấy là một cái gì đấy rất là tiếc nuối cho chúng ta không? Và khi mà trở lại thì liệu Đình Trọng có thể trở lại chính là đẳng cấp của anh ấy? Đình Trọng là một trung vệ rất là cấp và Đình
chơi tôi bên cạnh anh ấy thì nâng cao được cái trình độ của mình. Và em nghĩ là khi trở lại thì anh ấy sẽ lấy lại phong độ. Từ khi bắt đầu mà luôn. Hiện nay thì Trọng đang bị chấn thương, giả sử như Trọng không thể thi đấu được ở trong một trận đấu nào đấy thì cái giải pháp của chúng ta là như thế nào và liệu cái sức mạnh của hàng thủ chúng ta nó bị giảm. Nếu giả sử mà anh Trọng không nói được thì chắc là thầy bác sẽ sống. Có thể đã xem các hình thủ của Indonesia và Việt Nam thì thầy Hắc có chú ý cùng thủ chúng ta, ví dụ như cái tên nào nào bên phía các bạn không, như là Manuel của các bạn, các bạn của đội tuyển đội nào? Về lối chơi không? Còn về công người thì chắc là 1-2-3 ngày tới thì cũng đổi. Có thể thuê một người thật biến thú được không? Cảm ơn Duy Nha, chị các em xin nhiều cái này. Một cái cuộc đời này. Vâng.
We'll be right back.